Hello, quá trời nóng luôn rồi. Mấy hôm nay Hồ Chí Minh quá nóng và cùng mình giải nhiệt với một ly kem và bắt đầu tranh cho Rory in your style hôm nay nha. Tranh hôm nay thì được gửi đến từ một bạn có Gmail là mình không biết là Đào Nhật Đoàn hay là Đào Đoàn Nhật. Mình sẽ để tranh của bạn ở bên đây và cái tranh của mình ở đây. Thì mình có lược bớt đi một số cái chi tiết các bạn có thể thấy. Phần nơ ở đây, phần cài áo. Giấy hôm nay mình sử dụng thì sẽ là giấy Leighton Vân Hot. Bạn nào mà muốn gửi tranh cho mình và tham gia cái content Diary in Your Style này thì các bạn có thể gửi tranh cho mình ở cái link mà mình đã ghim ở bên dưới nha. Tranh hôm nay thì mình sẽ vẽ một nhân vật nam và ok, ở đây mình đã có bản scan rồi nè. Gần đây nhờ series truyện mình sẽ bắt đầu vẽ nam trở lại thay vì chỉ vẽ mỗi nữ thôi. Một đoạn khách giới thiệu về nhân vật của bạn Nhật Đoàn Đào thì đây là Shea, mình không biết đọc có đúng hay không, và bạn này thì sẽ là 25 tuổi. Hôm nay thì mình sẽ nói một chút về cách tô màu da của mình. Mình vừa mới thử một cách tô màu da mới và thay vì dùng màu vàng thì mình sẽ sử dụng màu xanh nước biển này đây. Và mình sẽ bay một lớp màu xanh nước biển khá là nhạt lên cái phần màu da này. Thì các bạn cũng biết đó, để mà làm cho màu da trắng hơn thì khi mà vẽ đôi khi người ta sẽ sử dụng một số những cái màu lạnh khi mà người ta tả da, ví dụ như là xanh lá hoặc xanh dương hoặc là tím. Thì ở đây mình sẽ sử dụng thử màu xanh dương. Và để mà làm cái phần vùng má hồng thì mình sẽ sử dụng màu hồng cánh sen và màu đỏ, một ít màu đỏ thôi. Và khi mà giấy khô thì mình sẽ bắt đầu mình đi bóng những cái phần này như bình thường đấy. Mình sẽ đi bóng khoảng tầm 2-3 lớp đến khi nào mà các bạn cảm thấy ok. Và sẽ tỉa chi tiết luôn ở đó. Và cái lớp cuối cùng mình sẽ sử dụng một cái màu cam để mà mình tô lên. Và cái màu cam này sẽ làm dịu cái màu xuống và làm cho cái màu da của mình nó giống như là một cái màu da bình thường mà các bạn hay tô vậy đó. Nhưng mà thay vào đó thì có một cái lớp màu xanh ở phía dưới, nó sẽ làm tương phản và làm cho cái làn da kiểu như là nó có một cái độ trong suốt nhất định á. Và mình thấy cái cách tô màu da này nó khá là hay, và mình cũng đã giới thiệu cho các bạn trong những cái short video của mình rồi. Sau khi mà tô xong rồi thì mình cũng chỉ cần tỉa đi bóng lại những chỗ cần đi bóng rồi line nét lại như là một cái tranh bình thường. Đấy, và cái cách tô da này mình nghĩ là sẽ khá là nhiều bạn cảm thấy hứng thú. Mặc dù lúc đầu tô màu xanh lên thì khá là dị ha, nhưng mà không sao cả các bạn, chỉ cần các bạn tô những cái màu này nó nhạt nhạt thôi, rồi các bạn từ từ nhấn đậm lên và điều chỉnh lại thì nó sẽ rất là ok. Mình cảm thấy là cái cách tô màu da này khá là hay á với mình. Với cái hình minh họa này thì nhân vật mà bạn vẽ đang khá là nhỏ tuổi và mình sẽ đưa về đúng với khoảng 25 tuổi. À đây, đúng là thế mạnh của mình rồi, đưa về già hơn. Ok, về cái nhân vật này thì tổng thể hôm nay nhân vật lại có màu xanh nữa, nhưng mà hôm nay nhân vật của mình sẽ có thêm một phần áo choàng màu đỏ và cũng như là phụ kiện. Bên cạnh đó thì về phần trang phục thì sẽ có kết hợp thêm cả màu trắng và đen, hai màu kinh điển nữa. Nếu như mà bạn nào mà không biết tô cái trang phục làm sao cho một cái màu sắc nó hài hòa, nó đẹp á, thì các bạn chỉ cần kết hợp một cái màu bất kỳ nào đó với màu trắng hoặc là màu đen thôi, thì cái tranh nó đã ra một cái màu rất là basic và khá là ok rồi, không cần phải kết hợp thêm màu thứ ba thứ tư nữa. Nếu như mà các bạn không giỏi kết hợp màu thì có thể chỉ cần kết hợp ba màu, là một màu bất kỳ cộng với lại màu trắng hoặc là màu đen thôi là cũng đã ok rồi, hoặc là một màu bất kỳ với trắng hoặc đen là đã ok. Tranh hôm nay thì sẽ có màu xanh dương, rất nhiều màu xanh dương, nhưng mà sắc độ thì màu xanh dương lần này nó sẽ có cả màu đậm và có cả màu nhạt nữa. Cái cây cọ mà mình đang cầm các bạn có thể thấy đó là cây thanh loan. Đây là một trong những cây cọ mà mình nghĩ là thời gian qua thì rất là nhiều bạn thích và cũng như là rất là nhiều bạn hỏi mua cái cây cọ này, đi tìm cái cọ này đúng không? Thì như một số video short ngắn mà mình đã review và cũng như là mình nghĩ là cái cây cọ này thì đã rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây rồi. Thì nó khá là ok, đầu nhọn, tỉa nét rất là tốt. Và cũng như là cái cọ này thì sẽ phù hợp cho những bạn nào đi nét từ cái mảng trung bình cho đến cái phần đi nét. Thì mình sẽ thấy là cây cọ này ok. Nhược điểm một cái là nó nhựa thôi, từ trên xuống dưới toàn là nhựa. Chỉ có mỗi cái phần lông thì nó là lông thú thôi. Và cái này thì mình hơi là một cái điểm trừ với mình thích cái thân cọ bằng gỗ nhiều hơn. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, thân cọ bằng gỗ thì nó sẽ không có ra được cái màu xanh lá cây như vậy. Hôm nay thì mình sẽ tô khá là nhanh những cái phân đoạn mà tô quần áo, bởi vì cái mảng màu rất là lớn và cũng như là mình đang muốn loan cho nó kiểu trong suốt một chút. Gần đây mình nhận ra là mình tô màu nó đang bị trầm đậm và cũng như là nó không có được trong nữa. Thế cho nên là mình đang phải sửa lại kiểu tô cho nó trong hơn một chút. Những cái tranh gần đây trong Event Diary in Your Style thì mình đã cố gắng tô cho nó trong hơn. Mình nghĩ là vậy, và hy vọng là cố gắng nỗ lực của mình đã được đền đáp. Khá là vui khi các bạn nói là tranh của mình dạo đây nó đã nhìn nào nó đã trong hơn nhiều rồi.
Cái phần trang phục hôm nay nó khá là đơn giản, tuy nhiên là cái phần tỉa trang phục thì nó lại phức tạp hơn nhiều, do đó là mình tua nhanh rất là nhiều những cái phần đoạn tô trang phục ha. Rồi mình sẽ không nói nhiều về cái phần tô trang phục mà mình sẽ nói về nhân vật này và cũng như là những cái phần brief về cái nhân vật mà bạn Nhật Đoàn Đào đã giới thiệu về nhân vật của bạn ấy ha. Shea và giới tính nam, 25 tuổi. Shea là hoàng thái tử thuộc vương quốc Arad. Mình không biết đọc đúng hay không nha. Đây là một cái quốc gia cường thịnh và cái quốc gia này cai trị ở phía bắc bán cầu của một hành tinh xa xôi nằm ở ngoài vũ trụ. Shea không phải là một cái người tài giỏi hay ưu tú để được lập thành hoàng thái tử, nhưng mà tại vì hắn là cái đứa con trai duy nhất của quốc vương, cho nên là dù quốc vương vẫn rất là băn khoăn và lo lắng cho cái thằng con trai của mình khi mà làm vua thì nó có ok không, nó có ổn không á, thì vẫn phải lập thằng này lên làm hoàng thái tử tại có một đứa con duy nhất thôi. Về phần của Shea thì trước khi hắn làm hoàng thái tử thì hắn là một cái gã mà khiến cho cha của mình phải đau đầu, kiểu như là ham chơi, kiêu ngạo, là bản tính và nhiều lần cải trang làm thứ dân đi cho ông gã bướm. À, khá là giống với cậu Bảo Báo của mình ha. Và không một ai có thể kiểm soát Shea. Sau khi được lập thành hoàng thái tử thì hắn vẫn chứng nào tật nấy và người ta lo sợ là làm sao mà hắn có thể tiếp quản nổi cái chuyện triều chính đây, với cái tính cách như vậy, với cái nết như vậy. Và chính cha của hắn đã phải cầu xin đến các vị thần là tìm cách nào đó để trừng phạt đứa con ngỗ nghịch này để cho nó vâng lời hơn, kiểu vậy. Các vị thần đã nghe lời thỉnh cầu thành tâm và đã giáng xuống một lời nguyền và biến Shea trở thành hình dạng nửa người nửa mèo kỳ quái. Từ đó thì cái nhân vật này bị kiểu có một phần tính cách của con mèo á, thì sẽ trở nên cáu gắt hơn và mọc ra những thứ lông lá ở trên người. Và tin đồn này nó cũng đã lan ra khiến cho Shea không còn dám bước chân ra khỏi thành nữa. Vậy thì điều gì khiến cho cái nhân vật này thay đổi? Bước ngoặt quan trọng là từ ngày mà hắn nhìn thấy cha mình bị ám sát. À, là chứng kiến luôn ha, ok. Và Shea biết rõ hung thủ của cái chết đó là cái tên cận thần của nhà vua trước đây và cũng là vị chỉ huy của quân đội hoàng gia lúc bấy giờ. Nhưng mà từ trước đến giờ thì mọi người vốn coi trọng tên hung thần đó. À, ở đây thì nên là một cái điểm logic thì không nên là tên hung thần đó mà nên là tên gian thần đó hay tên trung thần đó, đúng không? Tại vì trung thần mang cái mác là trung thần thì mới gọi là được mọi người tin cậy, đúng không? Tên Ngụy Trung Thần này là dưới một người và trên vạn người. Và đến cái vị hoàng thái tử Shea này thì cũng sẽ phải dè chừng hắn. Khi mà cha mất đi thì Shea đã trở thành quốc vương và phải sửa đổi cái tính ăn chơi và gánh trên mình một cái trọng trách lớn, tiếp quản cái vương quốc thay cho cha mình để mà làm sáng tỏ cái chết của cha. Từ đó thì hắn đã lắng nghe tiếng nói của các vị thần để hắn có thể làm cho vương quốc của mình trở nên hưng thịnh và cũng như là xóa bỏ cái nhìn của mọi người về cái con người cũ của mình á, để mà trở thành một vị vua được kính trọng và quan trọng nhất là phải làm sáng tỏ được cái chết của cha hắn và giải được cái lời nguyền của bản thân Shea. Đó, thì nói chung là bạn thì bạn viết ngắn gọn nhưng mà mình sẽ đọc để mà giải thích cho các bạn. Còn nếu như mà mình đã giải thích rồi mà các bạn vẫn không hiểu thì thôi. Thì đó là một vài cái dòng giới thiệu về cái nhân vật này. À, với mình á, thì cái tranh bạn vẽ thì dĩ nhiên là một số bạn thì nét vẽ nó sẽ chưa có tương xứng với lại cái thiết đặt nhân vật của các bạn lắm. Thì ngoài việc đưa về độ tuổi nó già dặn hơn một tí thì mình cũng bonus thêm combo gọi là cơ, vâm và đẹp trai, các thứ để mà búp thêm cho nhân vật của bạn cho nó đẹp hơn. À, không biết là có hợp ý của bạn hay không, mà cảm ơn bạn vì đã gửi OC cho mình ha. Và cái phần trang phục này thì khá là đơn giản, tuy nhiên thì phần tỉa các nếp quần áo thì nó phức tạp hơn một chút. Các bạn có thể xem cái quá trình mà mình xử lý những cái phần nếp gấp áo này. Mình không thể nào mà làm một cái tutorial về nếp gấp áo được, các bạn hiểu không? Bởi vì nó liên quan rất nhiều đến trang phục, chất liệu, thể hình và rất nhiều thứ khác nữa, ánh sáng rồi lạp. Và không thể nào mà chỉ đơn giản mà nói với các bạn trong một cái video hoặc là một series video được. Đấy, bởi vì các bạn cần phải quan sát rất là nhiều thì mới có thể vẽ được những cái trang phục và những cái nếp gấp cho nó chính xác và nó hài hòa được. Và bản thân mình cũng vậy, mình không thể nào mà tự tin và dám chắc với các bạn là mình vẽ đẹp, vẽ đúng, vẽ ngon lành, cành đào hết được. Cho nên là mình sẽ không có dám múa rìu qua mắt thợ đâu nha. Thì video hôm nay sẽ đến đây thôi và các bạn có thể thấy full tranh ở đây. Mình rất là cảm ơn bạn Nhật Đoàn Đào đã gửi OC cho mình và các bạn có thể gửi OC kéo tơ cho mình ở cái link ở bên dưới mình đã có để cho các bạn tham khảo đó. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau của mình nha. Bye bye!